Mai chào mọi người nè, Mai chào mấy anh chị nè. Hôm nay á, đây là một cái video đặc biệt mà Mai dành tặng cho các anh nam ha. Thì hôm nay Mai sẽ giới thiệu cho các anh nam mình ba món mà không thể nào thiếu được nè. Đó, đây là cái món thứ nhất ha. À, cái chất liệu vải của nó là cái chất liệu cô thun lạnh có pha sợi cô tông nên là nó mềm mát và thấm hút rất là tốt, và màu là đúng như ba năm màu như Mai đang cầm trên tay. Và size của nó thì có tất cả là 5 size nha mọi người, ML, 1X, 2X và 3X, dành cho người từ 45 cân cho tới 95 cân là mình mặc vừa ha. Giá của nó chỉ có 220.000 cho 10 chiếc và được miễn phí giao hàng, và bên Mai sẽ bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người. Khi hàng đến tay mọi người rồi, mọi người cứ mở gói hàng ra, mọi người kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đáng cái số tiền mọi người bỏ ra thì mọi người nhận hàng giúp Mai. Còn không đúng như Mai giới thiệu thì mọi người có quyền là không nhận hàng, mà mình cũng không phải tốn bất kỳ chi phí nào nha mọi người. Đường kim mũi chỉ thì Mai rất là kỹ, Mai rất là sắc sảo nè. Và những cái mối nối như thế này thì được đánh bỏ rất là chắc chắn nha mọi người. Những mối nối thì rất là chắc chắn luôn ha. Giá của nó chỉ có 220.000 cho 10 chiếc và được miễn phí giao hàng. Đó, nhưng mà Mai vẫn đi đơn từ 5 chiếc. Nếu mà mọi người đi mua 10 chiếc thì được miễn phí giao hàng ha. 5 chiếc thì không bao phí giao hàng được cho mọi người. Cứ kiểm tra hàng đẹp, hàng chất lượng tốt với giá rẻ thì mọi người nhận hàng giùm Mai. Bên Mai là bên xưởng sản xuất luôn nên là mọi người có nhu cầu lấy sỉ hoặc Mai gia công hoặc là Mai theo thương hiệu riêng của mình thì mọi người liên hệ với Mai nha. Đó, đặt hàng thì mọi người cứ comment hoặc là inbox cho Mai ha. Và thêm một cái món thứ hai nữa nha mọi người. Đó, đây là áo thun nam nha mọi người. Đây cũng là do hàng xưởng nhà Mai sản xuất luôn. Đó, những cái gam màu rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi các anh nam luôn ha. Chất liệu của nó là cái chất liệu thun lạnh nha. Xin lỗi, chất liệu của nó là chất liệu cô tông 4 chiều nha mọi người. Chất liệu cô tông 4 chiều nè. Và hiện tại thì cái áo này bên Mai có tất cả là 6 size ha. Size S, size M, size L, size 1X, size 2X và size 3X luôn. Dành cho những anh từ 45 cân cho tới 85 cân là mình mặc vừa. Đó, gồm 5 gam màu nha mọi người. Màu trắng nè, màu nâu nè, màu xanh nè, màu vàng và màu đen nha mọi người. 5 gam màu như thế này. Đó, mình thích màu nào thì mình chọn màu đó. Đó, với thiết kế thì rất là đơn giản luôn nên chính vì vậy các anh nam rất là dễ mặc ha. Nó phù hợp cho mọi lứa tuổi nha mọi người. Có 5 size và giá của nó là giá 175.000 cho một chiếc và được miễn phí giao hàng luôn. Chất liệu của nó là cái chất liệu vải cô tông 4 chiều nha mọi người. Đó, cái độ đàn hồi, độ co giãn của nó là 4 chiều nên là mình mặc rất là thoải mái. Và Mai cam kết với mấy anh rằng há, khi mà nhận hàng rồi mình sờ thử cái chất liệu thôi là đã thích liền. Tại vì cái chất liệu này là cái chất liệu cô tông ha, và nó rất là dày dặn luôn. Cô tông thì mọi người biết rồi, nó rất là mát và thấm hút rất là tốt. Đường kim mũi chỉ đây nha mọi người ơi, Mai rất là kỹ nè. Tại vì cái hàng này là cái hàng xốp, và bên Mai á là Mai bán cho mọi người với giá sỉ. Hàng này là do xưởng nhà Mai sản xuất luôn nha mọi người. Và nếu mà anh chị em nào có nhu cầu lấy sỉ thì mình cứ liên hệ với Mai nha. 175.000 cho một chiếc được miễn phí giao hàng và bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hàng không đúng chất lượng, mẫu mã giống như Mai giới thiệu thì có quyền là không nhận hàng và cũng không phải tốn bất kỳ chi phí nào luôn. Đó, từ đường kim mũi chỉ, từ cái chất liệu vải nào, phải để gần cho mọi người xem ha. Chiếc nào như chiếc đó. Đó, rất là tuyệt vời, rất là đáng cái đồng tiền mọi người bỏ ra. Thay vì với một cái chiếc như thế này, bình thường mọi người phải mua với giá là phải trên 250 một chiếc nha mọi người. Đó, nhưng mà cái này là Mai bán giá sỉ và bao chất lượng cho mọi người. Rồi, Mai sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một cái mẫu hàng nữa cho những anh nam nha. Đây là những cái chiếc quần kaki và cũng không thể thiếu ha. Đó, quần kaki này á thì nói chung là thiết kế đặc biệt dành cho những cái anh nam trung niên là chính nha. Cái này là thiết kế dành riêng cho những anh nam trung niên là chính. Giá của nó là 150.000 cho một chiếc ha. Và tất cả những sản phẩm hôm nay Mai giới thiệu thì được miễn phí giao hàng toàn bộ nha mọi người. Đó, cái chất liệu kaki này là cái chất liệu kaki dày dặn loại 1, hàng xịn sò. Đó, và giá ngoài thị trường thì mình mua hỏng ngoài 200.000 cho một chiếc bao
không có xù lông, không bị xù, không bị nóng nha mọi người. Hàng rất là mát, kaki chất cô tông nha mọi người. Đó, đường kim mũi chỉ nè, may rất là kỹ. Và những cái túi của nó rất là sâu nha mọi người. Cái túi rất là sâu luôn, để khi mà mình bỏ bóp ví rồi vô á, thì nó sẽ an toàn, rất tiện lợi luôn ha. Giá 150.000 cho một chiếc luôn, và được miễn phí giao hàng tất tần tật, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và hôm nay á, thì quần kaki này thì Mai có 3 gam màu chủ đạo nè. À, màu xám đậm nè, màu nâu nè, và màu xám ruốc nha mọi người. Đó, 3 gam màu này rất là đẹp luôn, nó không kén da, không kén tuổi nha mọi người. Đó, nói chung là dành riêng cho những anh nam trung niên há, là mình mặc rất là thích hợp. Đối với những cái chiếc quần này thì mình đi tiệc cũng được, mình đi làm cũng rất là thích hợp luôn ha. Đó, 150.000 cho một chiếc. Mọi người đặt hàng thì mọi người cứ vào inbox giúp Mai nha. Và bên Mai thì tất tần tật bao kiểm tra hàng, rồi mình mới thanh toán hàng đúng chất lượng. Thì mình mới nhận hàng không đúng như trên like giới thiệu, thì mọi người có quyền là không nhận hàng, và cũng không phải tốn bất kỳ chi phí nào hết ha. Đó, Mai cam kết với mọi người như vậy luôn, nên là mọi người yên tâm nha. Cứ kiểm hàng rồi mình mới thanh toán. Và cái quần này á, thì nó có tất cả là 11 size luôn, size 28 cho đến size 38 nha mọi người. Từ size 28 cho tới size 38 luôn, nên là mọi người cứ vừa size nào. Thì nói chung á, là quần Âu á, thì nó hơi khó hơn xíu, là mình mặc vừa thì nó sẽ đẹp. Chính vì vậy anh chị em mình á, nên là đo giùm Mai cái vòng lưng ha, để mà lấy cái quần chính xác cho nó sẽ đẹp hơn. Mọi người cứ vào inbox giùm Mai, thì bên Mai sẽ tư vấn lấy size cho mọi người nha. Dạ, Mai cảm ơn mọi người nè.